giờ đậm nó đâu có bỏ thiệt mà. Như có là sao đó mua nữa. Có à, cái này nè. Đũa một cái to dịch khó gần mà bột. Quay lại. Cho mình hai cái đựng bự đi. Bự đi. Này ăn hai món da canh bầu, vịt kho, gừng, vịt kho gừng, canh bầu đơn giản. Cái bột à. Làm cái gì cũng cười. Con kia làm cái gì cũng khóc hả? Con khóc. Khóc mình cười. Khóc mình cười. Thằng cười khóc mình cười. Thôi thằng cười đi cho dễ thôi bé ha. Mà đi đúng không? Đi đâu? Hả? Thạch đó hả? Ừ. Kỳ kỳ là sao? Không biết nó hôi hôi gì. Bỏ nước sôi vô, muối vô rửa. Đứng ở đâu nè? Bà ấy á, bà bán đó. Bà bán thịt bò đó. Ừ.
bảy phút luôn rồi. À. Lâu lắm tao không nóng ra cũng sâu mấy thì vô cho nó đã. Đầu con dám ghê. Hả? Gì gì vậy? Nó bán cái này không nè. Làm gì kho hả? Ngủ. Hay là mai nấu miếng nuôi hay gì ăn chứ. Bỏ vô là lấy trước đi. Rồi cái này ra vậy bỏ cái lạnh luôn đi. Vậy hơn 4-5 cái á. Nhiều vậy? Ừ. Cái hàng trên thôi. Ừ. Hàng trên mọc nhiều. Trên nhiều hơn nãy nó mọc nè. 4 cái luôn hả? Ừ. Kìa. Thả nằm dịch miệng xuống rồi. Nhiều.
nhiêu đó gì hết trơn. Bận cái quần hai bên đi đó. Đang nhú rồi đó. Bận cái quần gì kỳ vậy nè trời. Bận cái quần gì mà kỳ cục vậy trời. Thật chó à. Mẹ mẹ bực bỏ mẹ bực rứt bực rứt rồi con của mẹ con mẹ trời đó con nó 600 bề y trời có mẹ 600 bề mẹ 600 bây giờ rồi ha. Đi gương mặt cho tỉnh táo nha. Xe ke quá hả? Xe ke rồi. Mày xe ke rồi. Đó bò bốn tháng mấy mà bốn cái trên hai cái dưới hai cái đưa xuống vô nhí. Đâu rồi mày chết. Nói gì không à? Má dậy má. Má. Để ăn cơm nè. Má. Ăn. Không. Ăn. Không ăn chết cậu vậy. Đi ăn cơm. Chị Vinh đâu rồi? Nhìn đâu phải có chị Vinh đâu. Để ngồi nhảy. Phải chị Vinh đâu? Thôi ăn nữa. Thôi ăn chưa ăn thuốc chứ. Ngày vậy bữa. Thôi không phải ăn luôn. Ăn được thuốc chứ. Thuốc cho cứng xương. Thuốc cứng xương đi được chứ mà để nằm chỗ chết á. Đi. Thôi. Ăn. Kỳ quá. Như vậy ngồi vậy ăn chứ làm gì đâu kỳ. Đây. Chưa phải lan. Chưa phải lan chơi. Phải lan vô đi hết nổi rồi. Ai nói mày. Trời ơi con mới thấy phải lên trong vỗ chung nè. Mày có người quá rồi mày biết. Biết cái gì? Má nắm vỗ với bọt cha ngồi chung bả kìa. Có bị gì đâu. Đi hết nổi rồi. Dạ ngồi má ngồi với anh mà. Cậu ba kêu kìa, Hà Giang Nam kêu kìa. Đây, mày dậy. Đất cơ. Đó, kêu ngồi dậy. Bà Hà bó mới ăn xong rồi kìa nhờ tôi má nè. Bảo ăn mà Hà bảo ăn à. Rồi vậy. Thôi qua. Này ăn cơm quậy. Cơm xong rồi tắm. Đây ăn cơm rồi tắm mát mẻ nè. Đây. Ăn cho bà Hà ba ăn chứ để bà ấy ba không ăn à. Má không ăn, bà không ăn rồi bà chết nữa đó. Tụi tao thào cùng ăn đó. Bà ở chung quên đó. Thì đó má ăn đi, má ngồi vậy má ăn luôn. Bà lo cái gì ngồi vậy. Qua đây kêu thì quá tiền nhớ đó là dân Trà Vinh. Ai? Ai Trà Vinh? Con của má giờ thành Trà Vinh luôn rồi hả? Cho má ăn hàng ngày luôn mà má không biết. Đút cơm cho má ăn hàng ngày luôn mà giờ má không biết nữa. Mày đi ăn nè. Ăn cho anh Thảo tắm. Rồi đi về nó may đồ. Nhanh đi. Ăn đi cho nó về nó tắm. Nó tắm má xong rồi nó về nó may đồ. Vậy quậy. Lo mà dậy. Một, hai. Con ba ngồi dậy nè. Để thôi Hà Văn Năm với cậu Hoa dặn họ đem đồ ăn vô cho má. Má không ăn à, má không ngồi vậy người ta dặn người ta không cho khổ à. Người vậy thôi mà nhanh lên Vinh Trà Vinh. Vinh đâu mà cho đẻ. Trời ơi không đặng cho đẻ đâu. Nhìn coi ai đẻ nè. Nhìn coi ai đẻ trời ơi con mà nói Trà Vinh không đặng cho đẻ. Má đẻ con chứ chó nào đẻ. Hả rồi vậy? Không ăn mà. Vô kêu cưỡng chế à. Kêu cưỡng cưỡng đi. Kêu thằng bác sĩ giải vô cưỡng chế nha. Vậy quay ơi, vậy tắm, tắm lấy đồ đẹp ra kìa. Đây là vậy ăn nè. Kêu thằng bác sĩ giải vô cưỡng chế đó coi. Đi tắm, nói nhỏ nhỏ sao nghe. Nói gì? Đi quay ơi. À, bác sĩ giải vô cưỡng chế nữa nè. Đi tắm quậy. Đi má, mà vậy à. Để vô cưỡng chế à. Dạ không vậy ngồi luôn.
Nãy Thảo kìa, chị Vinh. Ăn cơm hả? Không. Sao hả? Chị Vinh bắt hết rồi. Chụp hình bắt hết rồi. Điện thoại bắt hết rồi. Thử khoe. Thử khoe luôn hả? Thử im đi đi. Thảo chụp hình nó bắt hết rồi. Con là con má mà không thấy chị Vinh. Thử thử thử. Chị kẹt bắt sao? Bắt bắt đi đâu? Vậy nó ngắt luôn rồi trời. Vậy bắt nữ thì nó bắt sao tao? Không có. Chị Vinh đâu, chị Vinh đi. Vậy nè. Vậy đi. Có thằng công an kia tường nó cười. Để công an vô kìa. Lẫn quá rồi. Cậu ba ơi. Cậu ba bắt nó chứ không bắt tao. Đúng thằng cháu đẻ. Cháu đẻ nào. Đỡ về nha. Đúng ở đâu đi đi. Rồi đỡ vậy. Vậy ăn cho bà Tú. Ăn cơm. Tú ơi. Tú, đi ăn cơm. Không mẹ gì. Có mà ăn cơm. Vé tù lắm cười của ba ơi. Ai giết má đâu. Thôi vậy, vậy ăn nè. Thôi không ăn nữa. Sao mà không ăn chết còn gì? Chết bỏ. Coi chết rồi bỏ con mồ côi vậy hả? Kệ đó. Coi gì cũng lấy con tao, danh bà Vinh. Thảo ơi, đúc má ăn hàng ngày không phải con má chứ ai đúc. Ai đúc cho má ăn. Ba mà không cần. Rồi cái gì này là cái gì? Đây. Phải, chị có ai cho Vinh không? Nè, bà này ai? Bà này là kêu mà. Thôi vậy ăn đi. Giết tao. Ai bỏ Vinh? Ai bỏ Vinh là Vinh vậy? Vậy đi, vậy ăn. Rồi coi chị một, bây giờ má hết biết luôn. Đi vậy, vậy ăn, vậy ăn. Vẫn quan hết đó. Không ăn gì hết hả? Không ăn gì hết thì ăn con. Rồi vậy nè. Rồi vậy. Một hai ba nắm tay rồi vậy, bật vậy. Rồi vậy, rồi vậy. Đàn nhã bên tôi bên nắm tay, bắt tay, bắt tay. Rồi. Vậy vậy. Rồi. Đi. Vậy đi. Một chứ ai mới dặn mới đi về á. Này lẳng dữ luôn rồi đó. Lẳng quá rồi. Dì một á, kêu mà má không chạy mới dặn mới về bển á. Thôi vậy đi, vậy đi. Công tên. Hả? Giá hình. Giá hình. Dậy cơm nè, đỡ dậy nha. Rớt cái tâm nè. Đỡ dậy nha. Chết nè, dậy. Đây đỡ dậy nè. Để đỡ vậy. Giận mà ai? Con ba giận mà. Giờ vậy không ăn thì sao? Giận, giận vậy, giận, giận. Ba làm gì đâu giận? Cậu ba giận. Cậu ba giận là không có cấp sữa, cấp cơm, cấp gạo nữa là khổ rồi. Hai dân nam không cấp là khổ tới rồi. Thôi đứt đỡ vậy, đứt đỡ vậy. Đỡ vậy nha. Không, ta uống ăn. Ta không vậy, dân rồi Vinh. Cậu ba cho ra. Chị một khoe luôn hả? Nè, chị một có hình. Nè, chị một nút cho má nè. Còn chén hình. Đó vậy đi. Đang cỡ vậy nè. Ủa mày có một khoe à? Khoe gì? Chị Vinh thì có sao đâu. Nè, nắm tay rồi đấy. Quá. Nắm tay, nắm vậy. Nắm tay vậy cơm. Tôi lớn không à? Cái tâm rớt nè. Toàn lấy gì vậy đâu? Má lấy gì ai lấy? Bỏ đi tao lấy. Rồi. Tôi lớn kỳ quá mà. Đi mà nghe. Bỏ bánh tao đó. Đi ăn cơm nè, điện cơm. Đi ăn cơm. Đi ăn cơm. Để lên điện cơm. Nè, nó đi nè. Chết giờ rồi nè. Nhân rồi Vinh. Dạ, điện cơm. Đây, ngồi dậy. Dậy. Ngồi dậy. Rồi bếp. Rồi có. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vinh. Không mà thầy Vinh gì. Rồi ăn cơm. Vinh rồi Vinh. Đất con má không biết gì mà Vinh. Con này nó thuốc tao đó. Có đâu? Má kêu mua nằm cho má rồi thuốc má. Thuốc tao đó. Con này thuốc phải không? Con này giờ tao không quyết nó là ai đó. Biết luôn hả? Con gái của má mà má không quyết. Anh đi nhịn cơm với con em. Ăn cơm em. Ăn thảo kìa ai đâu. Ăn xong rồi tắm rửa. Mát mẻ.
Cậu ba đi rồi. Cậu ba kêu đem vô cho má ăn à, má đòi ăn thịt. Rồi điện thoại tắt nó nha. Không có đợi ai đâu mà, chị Vinh nè, chị Vinh. Rồi điện thoại tắt nó nha, con này là con nào? Con này con ngọc nâu chứ con nào. Ngày đút ăn ba tử. Mà không biết ngọc nâu luôn đó, con Trà Vinh. Ngoại tôi lẫn rồi. Quả hôm nay lẫn dữ luôn rồi. Nằm thiếp 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 lẫn. Quả đi tiểu, quả thức, quả đi tỉnh mơ rồi nha. Ừ, đi bình thường nhưng mà bình thường. Lẫn. Không phải là cái đầu quá cứ suy nghĩ cậu ba không á. Chứ không phải. Cậu ba dặn mỗi bữa phải dậy ăn chứ. Không ăn là cậu ba không cung cấp gạo nữa. Rồi mình khổ chết luôn á. Cả nhà đói khổ á. Gạo đó của tao, của má tao làm thì tao ăn. Thì má không ăn thì ai cho nữa. Má phải ăn chứ, tao mới cho chứ. Gạo đó cấp dân dưỡng người khổ á. Ừ. Mà má có khổ rồi tao cũng cấp cho má vậy. Má con của nhà giàu mà. Tao có công. Tao không làm mà chết đôi. Thì nhờ má nè, giờ mới có ăn nè. Mà giờ má không ăn nữa thì tao không cấp. Thầy cắn hoài. Không ăn thì không hết lấy gì ta cấp. Thường tới cầu tao cũng hết à. Làm vậy chứ mà nha, cái miệng thấy ngon thiệt. Chắc đói bụng chứ. Thầy con ngon. Mà sao nữ các em gì vậy? Nó không có được cái giọt. Mua nổi hả cô? Hả? Sao? Dạ, con cảm ơn nha. Ăn cơm hả? Chút mấy cơm. Dạ. Đi gọi em hỏi gì? Đâu, đi hồng chay, đi hồng chay sao? Quay phim hả? Quay phim mà ngoại đó ăn. Nói quá, nói chữ quá. Con mà phải mướn người quay phim. Thòm kêu kêu vú quá thòm. Mà hà lắm ghê hà. Thế không được cái vú. Nào giờ có làm gì đâu. Người đắng người không khổ. Một cái khác đúng không? Hỏi gì mà khỏe không? Khỏe rồi, lạnh tay tôi biết gì đó, nó giọt không có nghe. Em đây là lạnh tay. Người lạnh, người không. Gà mà nuôi hai người. Nuôi không có sợ, ăn uống không có sợ, rồi sợ cái kêu dậy em dậy đó. Nó một buổi trời luôn. Kêu dậy bốn người kêu. Không vậy là nhã kéo quá chịu vậy ha. Khống chế bà. Khống chế bà chịu. Quậy ngon quậy. Biết không? Ừ. Cái gì dở biết chê chứ bộ. Không thích á. Ngon quậy, cơm ngon không? tưởng tượng gì á. Cơm ngon quậy. Nó làm mặt lạnh rồi. Giờ chắc tao mới đi ra vô vậy hả? Đi vòng vòng từ trên nhà trên xuống đây rồi đi vòng vòng đây chắc à. Chắc mà phải dẫn chứ riêng mình gì? Riêng mình á. Ở riêng mình luôn. Dạ, riêng mình đó. Hồi đó là năm mới chết, mà 83 tuổi. Má nay hơn 1 năm, 7 năm rồi. 90 vậy hả? Dạ. À, anh năm 7 chết là bao nhiêu năm rồi? 14 năm rồi. Bởi vì hôm qua kia ngồi nói nè, không biết chị 7 được 90 rồi, nó cấp hơn 90, 90. Ba đi trước má 14 năm rồi đó. Năm hỏi đi trước hồi năm 22 năm. Chứ mà năm mới mất. Năm chết 80 và năm chết 202. Nếu mà nghiên cứu là đàn ông toàn chết trước được bà không? Đằng bà chứ xanh bẻ chứ mà sống dai.
Không ăn nhậu. Xanh đẻ đủ thứ luôn mà cái đàn bà chết chết cái sau không à. Mà ông còn cái trước không là ở đây đừng nói chi ai ha. Dưỡng sáu là ông khùng ba con nè. Ông út sợ nè. Đó, thấy vòng vòng con cũng sớm rồi ông phải sờm rồi thì cái đó là đó không ấy thì còn chết còn đàn ông không à. Ba chồng Thảo nè, cũng chết trước mấy chồng đó. Ông tư thúi, ông út sờ bò. Hồi đấy là ông tháng muốn chết nào cũng hay nha. Ông chết tháng 11 rồi nữa là được 1 năm rồi đó. Tháng 11. Rồi hôm qua nghe nói con ai?